Vâng, quý vị cảm nhận thấy rất chớn đúng không ạ? Bánh rất chớn và tiếng cối nổ cũng rất là hay. Đó là độ chớn và tiếng cối nổ đến từ cặp bánh full carbon nhãn hiệu Premier, một thương hiệu rất nổi tiếng của Taiwan quý vị nhé. Vâng, xe đạp thể thao cao cấp Nguyễn Long xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người yêu thích xe đạp thể thao trên toàn quốc ạ. Vâng, xin kính chào quý vị quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Long. Cửa hàng của Nguyễn Long thì có địa chỉ ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh. Số điện thoại là 0973 126 389 ạ. Vâng, và Nguyễn Long thì chuyên bán những chiếc xe đạp thể thao cao cấp hàng Nhật bãi, được chính tay Nguyễn Long đấu giá trực tiếp ở bên Nhật Bản rồi gửi về Việt Nam theo đường hàng không. Hôm nay Nguyễn Long xin tiếp tục giới thiệu tất cả quý vị và mọi người yêu thích xe đạp thể thao trên toàn quốc một chiếc xe đạp Road Carbon thuộc phân khúc rất là cao cấp và mang thương hiệu rất nổi tiếng đến từ đất nước Italia, đó là chiếc Bianchi quý vị nhé. Vâng, và model là của chiếc Bianchi này là OneXR3, một model rất cao cấp của hãng Bianchi ạ. Chiếc Bianchi này sở hữu cấu hình full carbon ạ. Vâng, tất cả carbon hết quý vị nhé. Khung sườn carbon, cọc yên carbon, cùng với lại dàn đầu liền carbon và cặp bánh cũng full carbon hết quý vị nhé. Vâng, chiếc xe sở hữu thông số đo thì là dòng ngang là 50, dòng đứng là 44, tương đương là size XS, rất phù hợp với quý vị có chiều cao tầm từ 1m51-52 trở lên cho đến 1m66-67 trở về, chạy sẽ khá là phù hợp quý vị nhé. Vâng, sau đây Nguyễn Long sẽ tiến lại gần cái chiếc Bianchi full carbon này để quay chi tiết hơn cho tất cả quý vị cùng theo dõi. Vâng, như thường lệ Nguyễn Long sẽ cầm lại cái thước dây để đo cụ thể lại cái thông số dòng ngang dòng đứng cho quý vị xem có phù hợp với bản thân mình hay không. Anh vì thấy dòng ngang là 50, còn dòng đứng là 44 quý vị nhé. Đó, tương đương là size XS và bản thân nhà sản xuất người ta cũng ghi rõ là size 50 đẹp. Đấy, ở phần khung đó vì đấy 50 tương đương là size XS quý vị nhé. Và rất phù hợp với quý vị có chiều cao tầm từ 1m51-52 trở lên cho đến 1m67-68 đổ về, chạy rất là phù hợp ạ. Vâng, Bianchi một thương hiệu rất nổi tiếng của Italia. Vâng, gần như là rất nhiều các quý vị sẽ biết đến thương hiệu của Bianchi đúng không ạ? Một thương hiệu rất nổi tiếng trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam mình. Bianchi và Trek là hai thương hiệu xe đạp rất nổi tiếng quý vị nhé. Vâng, và model của chiếc Bianchi này là OneXR3. Vâng, hiện tại là XR4 là cao cấp nhất, sau đó là XR3. Thì mà được thiết kế theo cái hình dạng khung sườn là aero, tức là khí động học aero đấy ạ. Rộng về bề ngang đấy, và hẹp về bề chiều rộng đây, cho nên là cái khi mà mình chạy là cái khí lực cản không khí được giảm xuống rất là nhiều. Đấy, đó là gọi là thiết kế theo hình dạng aero đấy ạ. Vâng, đánh giá về độ mới của chiếc OneXR3 này thì nó cực kỳ mới quý vị nhá. Vâng, phải nói là nó cực kỳ đẹp, xứng đáng là một siêu phẩm đấy ạ. Vâng, một chiếc xe cọp cả về cấu hình và cũng như cả về độ mới quý vị nhá. Mà sở hữu một cái tông màu cũng rất là đặc trưng của hãng Bianchi, đó là tông màu xanh ngọc bằng xanh đen quý vị nhá. Đó, một màu xanh đặc trưng của Bianchi đấy ạ. Nước sơn là nước sơn bóng cho nên là chúng ta rất chi là dễ vệ sinh và lau chùi chiếc xe. Gần như là chiếc xe không có vết xước nào đáng chú ý cả quý vị nhá. Độ mới rất là cao, phải 96-97% trở lên đấy ạ. Đó, rất đẹp. Đó, vì đấy Italia, chứng chỉ UCI của Bianchi. Đó, vì đấy cả phần càng trước cũng đều có chứng chỉ UCI quý vị nhá. Đó, cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc, về chất lượng của khung sườn, nó đạt một tiêu chuẩn rất cao. Bianchi carbon monocoque, một dòng carbon cực kỳ cao cấp mà các cái hãng thương hiệu xe của Ý rất chi là hay sử dụng để sản xuất ra những chiếc xe đạp của mình quý vị nhá. Vì đấy mọi chi tiết còn rất là mới, gần như không có vết xước nào đáng chú ý cả. Phần khung càng quê càng sau. Đó, vì đấy mọi thứ còn rất đẹp đấy ạ. Đó, quý vị thấy độ mới rất cao đúng không ạ? Vâng, gần như là chúng ta bỏ tiền ra mua một chiếc xe cũ nhưng mà được tiền như được một chiếc xe gần như mới quý vị nhá. Vâng, nó chỉ thiếu một chiếc hộp nữa thôi là gần như được một chiếc xe mới. Còn về bên trái của chiếc xe, có rất ít các vết xước quý vị nhá. Vâng, phần khung trên quý thấy rất đẹp đúng không ạ? Chiếc xe này sở hữu hệ thống dây đều đi âm sườn hết quý vị nhé. Phần càng trước đây, mọi thứ còn rất mới ạ. Vâng, phần khung thân chính bằng logo Bianchi rất chỉ là nổi bật. Sau đây là phần gầm chiếc xe. Quý vị thấy đây là phần mã QR code chính hãng của Bianchi và trách chính hãng đấy ạ. Rồi tiếp đến là đây là phần tem của hệ thống cửa hàng Iroad ở Tokyo. Đó. Và kế tiếp đến là đây là cái tem dán mà khi xuất xưởng chiếc khung
Đó là cái chiếc khung này được sản xuất năm 2018 quý vị nhá. Và người chủ người ta mua chiếc xe này ở hệ thống Iduat của Tokyo, là người ta ráp vào năm cuối đầu năm 2020 ạ. Và đầu năm 2020 người ta mua chiếc xe này quý vị nhá. Và người ta chỉ chạy được có hơn 100 km thôi. Đó. Tem made in Taiwan. Đấy quý vị thấy. Rồi thì tiếp đến nữa là một tem chính hãng tiếp của hãng BNC. Đó. Có đầy đủ cả số khung, số mã vạch. Đây, tiếp đến là cái phần số khung. Đây, in chìm ở đây. Đó, số khung quý vị nhá. Đó, và quý vị nhìn vào cái phần gầm xe. Tất cả đều còn rất mới quý vị nhá. Đó. Và phần giò dĩa là gần như tất cả không có một cái vết xước nào đáng chú ý cả quý vị nhá. Mọi thứ cũng rất là đẹp, rất là mới. Đó. Và có rất nhiều các loại tem đúng không ạ? Vì thế, tem chính hãng, tem made in Taiwan. Đó, tem nhà sản xuất. Và đây, người chủ mua xe năm 20 nhưng người ta chạy được hơn 100 km thôi quý vị nhá. Cho nên là cái chiếc xe nó mới còn đẹp và mới như thế này. Đó, quý vị thấy nó cực kỳ mới đúng không ạ? Và tem của hệ thống cửa hàng ở Tokyo. Đó, các cái thông số nhà sản xuất, và đặc biệt đó là có những cái tem chứng chỉ UC. Nên quý vị hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của chiếc xe quý vị nhá. Và Nguyễn Đăng cũng xin cam kết là hàng chính hãng rồi, quý vị hoàn toàn yên tâm về hàng nhái, hàng fake, hàng copy là quý vị cứ trả lại cho Nguyễn Long quý vị nhá. Đó. Bởi vì cái mẫu BNC 1X3X4 này là có cái hàng nhái của Trung Quốc copy. Đó. Một cái giá trị rất là, giá thành rất là rẻ quý vị nhá. Đấy, còn đây là hàng thật, hàng chính hãng ạ. Vâng, kế tiếp đến là cái bộ phận là dàn đầu ghi đông cọc yên. Thì là chiếc xe đang sở hữu một bộ dàn đầu là ghi đông liền quý vị nhá. Thương hiệu là của Shimano. Đó, đấy. Dàn đầu là carbon quý vị nhá. Nó là carbon liền. Rất là mới đúng không ạ? Đó. Và rất là đẹp đấy quý vị nhá. Ghi đông carbon liền. Chén cổ của FSA, các cái miếng trên này bằng carbon hết ạ. Đó. Dây quấn của phí dích, quý vị thấy một bộ dây quấn rất là đắt tiền. Rất là đẹp quý vị nhá. Phí dích. Và bộ dàn đầu ghi đông này cũng rất là có giá trị đấy quý vị ạ. Và phải có gần chục triệu khi mua mới quý vị nhá. Kèm theo cả bát đồng hồ cũng nguyên zin theo bộ dàn đầu. Kế tiếp đến là cọc yên. Chiếc cọc yên cũng là carbon quý vị nhá, và nguyên zin chính hãng theo xe, đều là của BNC. Đấy quý vị thấy ạ. Một chiếc yên phí dích của Italia. Phí dích Adewan quý vị nhá. Cũng sở hữu tông màu đen xanh, rất là đồng màu với tông hồ của xe. Đó, vẫn còn rất là đẹp đúng không ạ? Đấy quý vị thấy. Khá là mới quý vị nhá. Một chiếc yên rất là chắc chắn và bền. Và đặc biệt cũng rất là giá trị. Và giá trị khá là cao đấy ạ. Mua mới phải xem phải hơn 3 triệu quý vị nhá. Vâng, như vậy là khung sườn carbon, dàn đầu liền carbon Shimano, cọc yên cũng là carbon, một chiếc yên phí dích của Italia. Vâng, và tất cả tổng thể được đồng bộ còn rất là đẹp đúng không ạ? Độ mới rất là cao. Và quý vị cũng thấy Nguyễn Đồng quay rất chi tiết rồi. Kế tiếp đến là cái bộ phận chuyển động đang trang bị trên chiếc BNC 1X3 này. Thì chiếc xe BNC này cũng đang trang bị một bộ group rất là cao cấp. Đó là bộ chuyển động là full Shimano Ultegra R8000 quý vị nhá. Vâng, đủ để quý vị có thể đạp đoàn đạp đội và có thể chạy đua được đúng không ạ? Rất là cao cấp rồi. Sau đây là chi tiết từng bộ phận của bộ chuyển động. Anh vị thấy tay nắp phía bên phải đẹp neng keng quý vị nhá, gần như không có vết chảy xước nào. Đây quý vị thấy ạ. Và một độ mới rất là cao. Tay nắp phía bên trái ạ. Rất đẹp đúng không ạ? Vâng, rất là mới quý vị nhá. Cụm phanh trước Ultegra là 8000. Logo lỗi của BNC. Đây quý vị thấy phía đầu. Mọi thứ còn rất mới. Cụm phanh sau Ultegra. Cùi níp Ultegra R8000. Đó, quý vị thấy rất đẹp đúng không ạ? Chiếc líp Ultegra R8000 sở hữu thông số là 1130 quý vị nhá. Và một thông số rất là đẹp đúng không ạ? Quý vị có thể vừa kết hợp được vừa chạy đường trường, đường bằng và cũng như là vừa có thể kết hợp được neo đồi được quý vị nhá. Và quý vị nhìn vào những cái phần răng líp còn rất là vuông vắn đúng không ạ? Vâng, một chiếc xe mới chạy được có hơn 100 km thì đương nhiên là quý vị hoàn toàn yên tâm về tuổi thọ còn sử dụng của bộ chuyển động quý vị nhá. Vâng, còn rất là lâu dài ạ. Một chiếc xe Shimano made in Japan. Giò dĩa Ultegra R8000 sở hữu thông số là 5236. Vâng, là một thông số rất là đẹp đúng không ạ? 5236 kết hợp với níp 1130. Vâng, một chạy rất là tuyệt vời quý vị nhá. Và quý vị thấy ạ, phần giò dĩa còn rất là đẹp đúng không ạ? Gần như không có vết chảy xước còn đáng chú ý cả. Rất là mới. Cùi đĩa Ultegra R8000. Quý vị thấy, mọi thứ cũng rất đẹp quý vị nhá. Không có vết chảy xước nào đáng chú ý hết.
Và đây độ co giãn của chiếc xe à, vì đấy rất là ôm và khít đúng không ạ? Vâng, cho nên là tuổi thọ sử dụng còn rất lâu dài, quý vị hoàn toàn yên tâm về tuổi thọ sử dụng ạ. Ở phần răng đĩa phía sau là gần như là không sử dụng đến, ở vị trí quý vị nhá. Răng đĩa phía ngoài thì mới mòn một chút sơn màu đen thôi. Đây là phần phía sau của giò dĩa. Đấy, quý vị thấy ạ, không có vết xước nào đáng chú ý đúng không ạ? Vâng, chiếc xe chưa bị tuột xích. Phần đầu giò dĩa rất đẹp đúng không ạ? Chiếc xe đang trang bị một cặp bê đan, đang trang bị một cặp bê đan cá Shimano Ultegra cũng là đời 8000 quý vị nhá, ở Made in Japan. Đấy, quý vị thấy một cặp bê đan cá rất cao cấp. Vâng, khi mua mới về tầm 3 triệu quý vị nhá. Một cặp bê đan bằng carbon rất là nhẹ và đạp cực chắc chắn, rất là bền. Giò dĩa phía bên trái lại rất mới đúng không ạ? Bê đan cá Shimano R8000. Vâng, kế tiếp đến là cặp bánh. Thì ngay từ đầu video Nguyễn Long cũng đã có nói sơ qua một chút về cặp bánh này rồi. Đó là một cặp bánh full carbon mang thương hiệu Premier quý vị nhé, một thương hiệu rất nổi tiếng của Taiwan. Cặp bánh này thì chạy bạc đạn và cối lỗ. Model là Premier SR2 là quý vị thấy nhá. Đúng trước đúng sau. Cặp bánh này là cặp bánh full carbon bản 5cm và chạy vỏ ruột rời và có thể nắp được cả vỏ ruột không xăm, tức là tu 4 nét quý vị nhá. Vỏ ruột không xăm chứ không phải là bánh bozo quý vị nhá. Đây là bánh chạy clincher và tu 4 nét, tức là chạy nắp vỏ ruột rời và vỏ không có xăm. Cặp bánh còn rất là mới, anh vị thấy đúng không ạ? Và gần như là không có độ mòn bao nhiêu sắt. Cực kỳ đẹp quý vị nhá, rất mới đấy ạ. Cặp nốp cũng đồng bộ trước sau, đều là Continental Grand Fit 5000. Và cặp nốp này hiện tại đang là nốp turbo net quý vị nhá, tức là nốp không có xăm đấy ạ. Một cặp nốp rất là giá trị. Và cặp vành này cũng rất là giá trị quý vị nhá, bởi vì là vừa lắp được nốp không xăm, vừa lắp được nốp có xăm, cho nên là rất là giá trị đấy ạ. Giá trị kinh tế cao ạ. Ý của năm như vậy. Nốp còn trước, Continental Grand Fit 5000. Và quý vị nhìn vào độ mới của cặp nốp. Vâng, rất là đẹp quý vị nhá, không có vết dạn chân chim. Chúng ta còn sử dụng rất là tốt. Quý vị hoàn toàn yên tâm sử dụng ạ. Không hề có xuất hiện vết dạn chân chim quý vị nhá. Và cặp lốp còn rất là đẹp. Đấy, quý vị nhìn cái phần tan lâu. Đây là cái điểm đánh dấu độ mòn của lốp đấy, quý vị nhìn thấy đấy ạ. Còn rất là sắc nét quý vị nhá, rất là sâu. Đó. Cặp lốp còn rất đẹp và cặp lốp rất là giá trị. Và hơn 2 triệu một cặp lốp đúng không ạ? Sau này người nóng sẽ test lại gần cái tiếng cối nổ và độ trớn của cặp bánh này ở gần cho quý vị xem quá kỹ lại một chút ạ. Vâng, tiếng cối nổ thì cũng khá là hay quý vị nhá. Và bánh rất là trớn. Tiếng kêu. Vâng, khá là trớn đúng không ạ? Bản 50, bản 5cm quý vị nhá. Tì bật bánh sau, nguyên zin theo bánh, anh quý vị thấy. Thì bật bánh trước cũng nguyên zin theo bánh vậy nhá, đồng bộ hết. Vâng, kế tiếp đến là cái phần phụ kiện của chiếc xe, thì người chủ cũng có để lại một chút phụ kiện như sau. Vâng, đầu tiên là đó là cái bát đồng hồ mà gắn theo ghi đông rồi quý vị nhá. Đó, một cái bát đồng hồ cũng rất là có giá trị và cũng bằng carbon đấy ạ. Đó, rất là chắc chắn quý vị nhá, cài đồng hồ và cài đèn. Đấy, quý vị thấy đuôi cài đèn đấy ạ. Đó. Một chiếc gọng bình nước hiệu Enip và rất là có giá trị, 500-600 ngàn đấy ạ quý vị. Kế đến là một cái bơm cầm tay gắn ở khung xe, đó vị thấy. Và một chiếc bơm rất là mới, cũng rất là tiện dụng khi chúng ta đạp đi xa, không có hề phải lo lắng gì cả về vấn đề bị xịt nốt ngang đường quý vị nhá. Đó. Đây là cái túi treo cọc yên phía sau, thì là cái này Nguyễn Đông có tặng kèm thêm cho quý vị khi quý vị mua xe rồi. Đó. Và tiếp đến ở đây nữa, còn hai món nhỏ nhỏ nữa. Vâng, một bộ tun sửa chữa để mở những cái con ốc hoặc là những cái đồ vật chúng ta cần mở lên, có rất nhiều các cái đầu lục giác, đầu tô vít quý vị nhá. Vâng, một bộ tun khá là sang. Đó, vì đấy rất là nhiều chức năng. Vâng. Thứ tiếp nữa là một bộ tun ra vào lốp của Balancer Made in Japan. Đấy quý vị thấy không ạ? Đó, và người chủ cũng chưa sử dụng đến, chưa phải sử dụng đến quý vị nhé. Có 3 chiếc tun móc lốp mình sẽ ra vào lốp đấy ạ.
bằng nhựa, cho nên là nó sẽ an toàn cho vành carbon, không bị gây xước đó, và an toàn cho cả xăm, cả phần vỏ ruột nữa. Đây quý vị thấy made in Japan quý vị nhá, rất là cao cấp và độ bền rất là cao, và đặc biệt là sử dụng rất là thích. Đây là thêm hai món này nữa, hai món, vâng, 3, 4, 5, vâng, cái túi Nguyễn Long tặng kèm này 6, như vậy là cũng có rất là nhiều các cái món phụ kiện nhỏ nhỏ đi theo xe đúng không ạ. Vâng, như vậy là vừa rồi thằng Nguyễn Long cũng đã giới thiệu với toàn thể quý vị và mọi người là rất đầy đủ chi tiết về cái chiếc BNG full carbon sở hữu cái model XR3, vâng, một model rất là cao cấp của hãng BNG. Thì về cái mức giá thành mà Nguyễn Long đang chào bán cho chiếc BNG One XR3 sở hữu cấu hình là khung sườn carbon cùng với lại dàn đầu carbon, cọc yên carbon, rồi thì cặp bánh cũng là full carbon bản 5cm chạy vỏ ruột rời, và sở hữu một cái bộ chuyển động cũng rất là cao cấp, đó là full Ultegra R8000 và cả pedal nữa, quý vị thấy rồi đúng không ạ. Và đặc biệt là độ mới của chiếc xe BNC này thì quý vị thấy là độ mới nó rất cao, vâng, phải 96-97%, cực kỳ đẹp đúng không ạ, và gần như không có vết chảy xước nào đáng chú ý. Đó thì cái mức giá thành mà Nguyễn Long đang chào bán cho chiếc BNC One XR3 full carbon này là ở cái mức giá là xem 70 triệu quý vị nhé. Vâng, vâng, X rất là nhỏ thôi ạ, cho chiếc BNG One XR3 full carbon này. Vâng, quý vị khách hàng nào có nhu cầu mua xe thì xin Nguyễn Long liên hệ trực tiếp với Nguyễn Long qua số điện thoại 0973126389 ạ. Vâng, và số điện thoại của Nguyễn Long thì có kết nối cả với Zalo, và Nguyễn Long có để số điện thoại ở tiêu đề phía bên dưới video. Địa chỉ cửa hàng của Nguyễn Long là ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh. Và quý vị khách hàng nào ở gần thì có thể đến xem xe trực tiếp và trải nghiệm thực tế tại cửa hàng. Còn đối với những quý khách hàng ở xa thì là Nguyễn Long có hỗ trợ ship code trên toàn quốc. Quý khách hàng cọc một số tiền tương ứng, sau đó Nguyễn Long sẽ đóng gói và gửi xe. Khi nhân viên bên bưu điện tới giao hàng thì là quý khách hàng được đồng kiểm của nhân viên giao hàng bên bưu điện. Và nếu như không có vấn đề sự cố nào xảy ra trong quá trình vận chuyển từ nhà của Nguyễn Long và nhà của quý vị thì là quý vị thanh toán nốt cái phần tiền còn lại cho nhân viên giao hàng bên bưu điện. Và Nguyễn Long xin cam kết đến toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc, đó là cái chiếc BNG One XR3 full carbon này là một chiếc xe hoàn toàn chính hãng. Vâng, xin cam kết nếu như quý vị khách hàng nào phát hiện ra đó là chiếc xe hàng nhái, hàng fake, hàng copy thì là quý vị cứ liên lạc lại với Nguyễn Long, đóng gói gửi trả về cho Nguyễn Long. Nguyễn Long xin cam kết hoàn trả lại cho quý vị 100% số tiền quý vị đã mua chiếc xe đạp này. Vâng, đó là lời cam kết của chính Nguyễn Long, của chính chủ cửa hàng, cho nên là quý vị khách hàng ở xa khi mua xe đạp online bên cửa hàng của Nguyễn Long hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ạ. Và kia là cái phần giấy tờ đấu giá của chiếc xe thì là Nguyễn Long cũng sẽ có gửi kèm cho quý vị khi quý vị mua chiếc xe đạp này. Vâng, mọi xe đạp đấu giá từ Nhật Bản về thì đều có kèm theo giấy tờ đấu giá đầy đủ quý vị nhá. Và đến đây thì Nguyễn Long xin kết thúc cái video giới thiệu chiếc BNG One XR3 full carbon này. Vâng, xin chào tạm biệt toàn thể quý vị và mọi người, và hẹn gặp lại quý vị ở những cái chiếc xe tiếp theo ạ. Vâng, xin chào tạm biệt.